Ngày 6 tháng 7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để quán triệt triển khai chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu yêu cầu mà chỉ thị này đề ra là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông. Chỉ thị đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chỉ thị số 23 còn đề ra nhiệm vụ và giải pháp là tập trung xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.